Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan nhé. Hôm nay em quay ở vườn ngoài này, mong được sự ủng hộ của các bác nhá. Vườn ngoài này thì chủ yếu là chồn tam bảo sắc là chủ yếu nhá các bác nhá. Em lên cho các bác một giò đầu lai nhá. Đầu lai nhá. Các bác biết là đầu lai thì nó như thế nào nhá, rễ của em này. Riêng vườn ngoài này thì quá ok. Các bác nha, các bác nhìn cái giò lan nó đẹp như thế nào. Đấy, đẹp không ạ? Giò này nhá, đầu lai nên là nó sẽ được đẹp nha các bác nhá. Em bán cho các bác với giá là 440.000. 440.000 nha. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu nha. Giò số 1 440.000. Các bác sở hữu được giò chồn đâu nó đẹp như thế này mà có 440.000 thôi. Đấy. Cho giò số 1 nha. Số 2 nha. Chuỗi ngọc nha các bác nha, chuỗi ngọc nha. Đấy. Các bác nhìn dễ thì quá ok luôn. Đấy, đây này. Em mới trồng được có 6 tháng thôi mà nhìn mướt mượt mượt luôn. Các bác nha. Giờ này em chia sẻ cho các bác với giá là 550.000. 550.000 nha các bác nha. Cho giò số 2. Số 3 này. Một giò dáng hương tam bảo sắc nha các bác nhìn này. Đấy, đẹp không ạ? Giò này nhá. Em bán cho các bác này. Với giá là 250.000. Đấy. Hôm nay nó rất đặc sắc là tại vì sao là giá nó mềm. Các bác nha, hôm nay là giá cực siêu mềm nhá. Siêu mềm nhá. Đấy. 250.000 cho giò số 3. Số 4 nè. Một giò này trồng vào gỗ nha. Trồng vào gỗ nha. Đây là các bác nha. Nhìn mặt đằng trước đây nha. Là ok nha. Đấy. Đẹp không ạ? Giò như thế này nha. Em bán cho các bác với giá là 440.000. 440.000 nha. Cho giò số 4. Số 5 này các bác này. Một giò dáng hương tam bảo sắc. Em đứng xa như thế này thì các bác mới nhìn rõ được nha. Đây nha. Đây nha các bác nha. Dễ thì các bác không phải nghĩ luôn. Đấy. Nó khỏe ở cái bộ rễ nha các bác nha. Một giò như thế này cao được 50 cm nha. Cao được 50 cm nha. Độ cao nha. Đấy. Giò này em bán cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha các bác nha. 600.000 cho giò số 5. Các bác nhá, là số 5. 600.000 giò tam bảo sắc siêu to khổng lồ. Giò chồn như thế này nhá, giò chồn nhá, các bác nhá, thuần như thế này này. Đấy, các bác nhìn nhá. Em cho các bác ngắm
kỹ luôn nhá. Đấy. Một giò trộn như thế này nhá, các bác lấy hàng nhá là em gửi đúng hình cho các bác nhá. Đúng hình cho các bác nhá. Chứ không bao giờ sai nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 770.000. 770.000 nha các bác nhá. Cho giò trồn siêu to số 6. Số 6 nha các bác nhá. Đây là dễ đây nha các bác nhá. Các bác nhìn cho nó rõ nha. Không phải nghĩ luôn. 770.000 cho giò số 6. Số 7 này các bác này. Giò trồn này cũng to nha, mà lại thuần thì các bác không phải nghĩ luôn. Các bác nha. Giò này nhá. Em bán cho các bác với giá là 750.000. 750.000 nha các bác nha. Các bác có một giò trồn to như thế này mà các bác lên có 750.000 các bác nhá. Cho giò số 7 nhá. Số 7 nhá, các bác nhìn rất đẹp luôn đấy các bác nhá. Không có bữa thứ hai luôn. 750.000. Các bác thích cái giò trồn cái kiểu đứng như thế này nha. Đây nha các bác nha. Em để như thế này em quay cho các bác này. Đấy. Đẹp. Cái dáng thế nó cũng đẹp cơ. Các bác nha. Đấy. Giò như thế này nha. Em chia sẻ cho các bác à. Với giá là 480.000. 480.000 nha. Cho giò số 8. Số 8 nha. 480.000. Cho giò số 8. Số 9 chuỗi ngọc. Tiếp tục câu chuyện chuỗi ngọc nha các bác nha. Em có mỗi 2 giò nữa thôi. Không còn nhiều. Không còn nhiều nha. Đây nha, chuỗi ngọc nha. Một giò như thế này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000. 350.000 nha các bác nha. Cho giò số 8. À số 9 nha. Số 9 nha, chuỗi ngọc nha. 350.000 cho giò số 9. Số 10 này các bác này. Đây là ý ngọc nha. Ý ngọc nha các bác nha. Đấy, dễ là như thế này này. Các bác nha, dễ này. Giò này nha, em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Ý ngọc hay người ta gọi là cái gì nhỉ, năm cánh trắng họng tím ấy các bác nhá. 200.000 cho giò số 10 nhá. Tiếp tục em lên tiếp giò ý ngọc nữa nha. Dễ đây nha các bác nha. Dễ đây nha. Giò này nó to hơn một chút nha. Các bác về các bác cứ trèo lên cây là ok nha. Các bác nha. Trèo lên cây là sống nha. Giò này em bán cho các bác với giá là 220.000. 220.000 nha. Các bác nha. Cho giò số 11.
các bác về các bác nuôi kiểu gì thì nuôi, cứ phải rễ khỏe thì cây nó mới đẹp được. Các bác nhìn rễ sướng không? Ít có giò trồn như thế này em các bạn. Giờ này chị em chia sẻ cho các bác nhá, với giá là 650.000 nha, 650.000 nha. Các bác nhìn cái cây trồn nó khủng như thế này mà bây giờ em trồng thuần như thế này rồi, nên là các bác về các bác chỉ sẵn treo và chơi. Như nha, em nói trước cho các bác, em hướng dẫn các bác nha. Các bác cứ một tháng các bác phun cho em chống thối một lần nha, Zidomin và Kinkinbun nha. Một tháng một lần thôi, không nhiều, như nó lại đạt được hiệu quả. Như nếu mà cây trồn như thế này, nó mà thối ngọn cái nha, coi như là vứt các bác nha. Giò trồn như thế này em bán có 650.000 không bác nào chốt à? 12. Cho giò số 12 nhá. Số 13 này các bác này, Giáng Hương Tam Bảo Sắc các bác nhá, Giáng Hương Tam Bảo Sắc nhá. Một giò như thế này nhá, đấy, thuần quá ok. Em bán giò này này các bác nhá, nhìn lá này có đốt ngón tay à, đấy các bác nhá, nhìn lá nó ngắn là sướng. Đây đây như thế. Đấy, em chia sẻ cho các bác giò này nhá, 280.000 nhá. Hôm nay là em sale nhá, ngày nay là ngày sale nhá, 280.000 cho giò số 13. Số 14 các bác nha, số 14 nha. Một giò trồn như thế này mà nó thuần thì thôi rồi luôn. Cái này toàn bộ ở vườn ngoài này là trồn của em thuần được 2 năm nay, là năm 2 nha các bác nha, năm 2 nha. Nên là dễ thì các bác không phải nghĩ luôn độ thuần của nó các bác nha. Giò này em chia sẻ cho các bác với giá là 900.000 nha, 900.000 nha. Hôm nay em hạ siêu giá luôn cho các bác nha. Đấy nha, một giò trồn nó xanh mướt như thế này, đẹp như thế này, 900.000 cho giò số 14. Số 15. Số 15 nha các bác nha, các bác nhìn rõ cho em nha. Nhìn rõ cho em nha. Đấy. Thuần thì các bác khỏi phải nghĩ. Giờ này em chia sẻ cho các bác nha. Với giá là 820.000. 820.000 nha các bác nha. Cho giò số 15. Số 16 này. Giò này là giò quế trắng tháng 8 nha, quế trắng tháng 8 nha. Em đếm nụ cho các bác nha. 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ, 4 nụ, 5 nụ. Được 5 cái nụ thôi nha.
Do quế trắng tháng 8 này được 5 cái nụ rồi. Rễ đây nha các bác nha, rễ nó đây nha. Đó. Nên là các bác cũng không phải nghĩ. Do quế trắng tháng 8 này em chia sẻ cho các bác này. Với giá là 480.000. 480.000 nhá. Ngày sale nên là em bán rẻ thôi nha. 480.000 cho giò số 16. Số 17 này các bác này. Một giò gà. Đấy, em trồng dễ nó chạy như thế này thôi nha. Chạy chỉ được như thế này thôi, không được nhiều. Một dề nhá. Em trồng vào gỗ đẹp tuyệt vời luôn. Các bác nhá. Một dề gà như thế này. Em chia sẻ cho các bác à. Với giá là 600.000 nhá, 600.000 nhá các bác nhá. 600.000 một dề đẹp. Mỹ mãn luôn. Các bác nhá. 600.000 cho giò số 17. Số 18 nhá. Giò tam bảo sắc như thế này. Dễ đây. Các bác nhá. Các bác về các bác cứ chăm dễ nó dài như này cho em. Ngắm dễ đã sướng rồi. Đây nhá, ba cây nha các bác nhá. Ba cây nha. Như thế này nha. Giò này em chia sẻ cho các bác với giá là 220.000. 220.000 nha các bác nhá. Cho giò số 18. Số 19 nha các bác nha, số 19 nha. Một giò đam bảo sắc như thế này. Ba cây. Đấy. Như thế này nha. Em chia sẻ cho các bác giò này với giá là 300.000 nha, 300.000 nha các bác nha. Đấy nha. Đấy. 300.000 cho giò số 19. Số 20 này các bác này. Em phải chọn những giò trồn thật là đẹp để chia sẻ nha. Các bác nha. Một giò trồn thật là đẹp để chia sẻ thôi. Em bán giò này nha. Cho các bác này. Với giá là 520.000. 520.000 nha. Các bác nha. Cho giò số 20. Số 20 cũng là cái số cuối của em ấy. À, mong được sự ủng hộ của các bác nhá. À, các bác mua hàng thì đăng ký kênh và chia sẻ giúp em nhá. Em chỉ cần thích là được thôi nhá. Giò nó đẹp như thế này. Có 520.000. Cước đợt này em làm ở bên bưu điện nha, cực rẻ. Nên là các bác yên tâm nha. Cuối video em cũng xin chúc sức khỏe tất cả các bác yêu Lan nha.